Xin chào quý vị và các bạn. Miền Bắc đã bước sang những ngày nửa đầu tháng 4 dương lịch nên tiết trời đã ấm hẳn lên. Tuy nhiên trong hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu gây mưa nên trời chuyển lạnh ở các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ. Mức nhiệt cao nhất hôm nay ở các tỉnh thành miền Bắc đều phổ biến dưới ngưỡng 27 độ. Riêng một số nơi tại Tây Bắc Bộ do được dãy Hoàng Liên Sơn che chắn nên nhiệt độ thì có thể cao hơn. Dự báo từ ngày mai 10 tháng 4 khi mưa giảm thì nhiệt độ sẽ tăng nhẹ trở lại. Đến sáng nay, không khí lạnh cũng tác động đến phần phía bắc của các tỉnh thành miền Trung, khiến trời có mưa và nhiệt độ thì giảm, còn 24 đến 27 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, tác động của không khí lạnh cuối mùa chỉ khiến cho trời nhiều mây hơn và nắng thì yếu đi. Trong khi đó, các tỉnh thành Nam Trung Bộ thì không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời vẫn có nắng, nhiệt độ cao 31 đến 33 độ. Mưa cũng đang tăng ở phía nam của đất nước, nguyên nhân không phải do không khí lạnh mà do gió đông đưa ẩm từ biển vào. Dưới tác động của gió ẩm thì trong chiều và tối nay, phần phía nam của Tây Nguyên, khu vực Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Những cơn mưa chuyển mùa này có thể sẽ mang theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn về nhiệt độ ở Tây Nguyên sẽ giảm còn 30 đến 33 độ vào trưa chiều nay, trong khi tại khu vực Nam Bộ nhiệt độ cũng hạ xuống dưới 35 độ, chấm dứt tình trạng nắng nóng. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Khu vực Biển Đông bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió thịnh hành hướng Đông Bắc đến Đông, cường độ phổ biến trong khoảng cấp 4 đến cấp 5. Riêng phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông đôi lúc đạt cấp 6 nên tình trạng biển động hơn, tàu thuyền lưu thông cũng cần hết sức chú ý. Như vậy là trong ngày và đêm nay, mưa có khả năng xuất hiện rải rác tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, tập trung tại Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ. Thưa quý vị và bà con, những năm gần đây, nước lũ về ít, điều kiện sản xuất và cơ cấu mùa vụ cũng theo đó thay đổi, thuận lợi cho chuột sinh sôi, cắn phá, gây hại mùa màng. Tại thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, chuột không chỉ cắn phá lúa mà còn gây hại cho nhiều loại rau màu, cây ăn trái. Nông dân phải sử dụng các loại hóa chất độc hại để diệt chuột. Do vậy mà rất cần có kế hoạch chủ động phòng trừ chuột theo hướng cộng đồng, áp dụng đồng bộ các giải pháp hiệu quả, bền vững, đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người và môi trường. Bên cạnh đó thì rất cần sự quan tâm của các cơ quan chức năng xây dựng chương trình, kế hoạch để đẩy mạnh công tác thông tin, hỗ trợ để nông dân thực hiện, tăng cường tập huấn để nông dân thực hiện phòng trừ chuột theo hướng an toàn, hiệu quả, mà còn có các hỗ trợ cho nông dân về bẫy chuột, thuốc sinh học, thực hiện mô hình bẫy cây trồng. Đến với thông tin thời tiết, tại Cần Thơ và các tỉnh thành phía Nam nói chung vẫn sẽ duy trì trạng thái thời tiết là ban ngày nắng nhiều, tuy nhiên chiều tối lại có mưa dông cục bộ. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiễu động trong đới gió đông được thiết lập. Những cơn mưa trái mùa sẽ chấm dứt từ ngày 10 tháng 4. Trở ra với miền Bắc, không khí lạnh đã khiến cho thời tiết có chút thay đổi. Trời nhiều mây hơn và mưa đã xuất hiện ở một số khu vực. Cục bộ thì có nơi có mưa dông mạnh, kèm theo đó là các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Do mưa nhiều nên nhiệt độ trên toàn Bắc Bộ không cao, chỉ trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Cùng với quá trình tăng cường của không khí lạnh thì Trung Bộ cũng sẽ có mưa rào và dông. Trong cơn dông, bà con cũng cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, đặc biệt là tại khu vực Thanh Hóa và Nghệ An. Do mưa nhiều nên nhiệt độ ở khu vực này trong thời kỳ tới cũng giảm, phổ biến chỉ trong khoảng là 27 đến 29 độ. Trong khi đó ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi trong thời kỳ tới trời cũng chuyển nhiều mây hơn, nhưng chỉ có mưa ở một vài nơi, ngày có nắng gián đoạn, nhiệt độ phổ biến ở mức 30 đến 32 độ.